Bảo Ngọc học xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Bảo Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà mình mấy dòng size khá là hot đây. Như là em này đi. Em này là S150. Em này hiện tại bên em Ngọc sẽ bán với giá là 41.500.000. Nếu mình mua gấu em này, đưa trước cho em Ngọc từ 5 triệu trở lên. Em này ở đây em độ khá là nhiều phụ kiện như là mâm ha, chống đổ. Thì những cái phụ kiện này á, bên em Ngọc sẽ giảm 50% cho khách ngắn nha. Mua xe thì mình chỉ cần căn cước hoặc là chứng minh là được. Và bên em Ngọc sẽ hỗ trợ là giao xe tận nơi cho mình trong khu vực Bình Dương và Hồ Chí Minh ha. Và có hỗ trợ là đổi xe cũ lấy xe mới luôn. Ở nhà mình có xe cũ mà mình không thích xài nữa, cứ chạy lên bên Ngọc sẽ đổi cho mình nha. Rồi, tiếp theo là ở đây em Ngọc có S155, có sơn số 79 cửa thần tài ha, màu xanh dương nè, màu hồng nè, rồi màu trắng cam rep son. Đây tất cả các màu này sẽ là màu 3D. Bên em Ngọc sẽ đảm bảo ra giấy tờ như vậy luôn, cho nên mình cứ yên tâm về việc lưu thông ngoài đường. Còn nếu mà bạn nào có những cái ý tưởng về màu sơn độc lạ thì cứ gửi cho bên Ngọc sẽ hỗ trợ làm sơn y vậy cho mình luôn. Ở đây có thêm xanh hurricane nè, xanh lá và xanh rêu nữa. Rất là nhiều màu đẹp luôn nha cả nhà. Còn đây, đây là xanh xi măng. Thì trong thời gian vừa qua dòng ẹt á, bán rất là chạy. Tại vì cũng kiểu dáng nè, mẫu mã cũng như là phân khúc nữa. Và có thêm cũng xài điện thoại rồi khá không anh? Rất là nhiều những cái chi tiết. Ở đây bên Ngọc có độ thêm cái bát gác chương cả nha. Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Tiếp theo Ngọc có màu này cũng đẹp nha cả nha. Màu này sẽ là màu xanh nhớt. Rồi màu vàng đen. Còn đây là màu jean. Ad jean này thì rẻ nha, chỉ có 41.500.000. Còn mấy màu 3D này thì sẽ nằm ở giá tầm khoảng 44.500.000 cho tới 46.500.000. Đây là có đỏ Movetta, đỏ bạc. Đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều màu khác nữa. À, các bạn qua đây đi, Ngọc giới thiệu cho mấy màu này nè. Đây, màu này đi. Màu này là trắng đỏ Movetta. Màu sơn 3D bên Ngọc sẽ hỗ trợ bảo hành màu sơn cho mình trong 1 năm nha. Còn nếu mà mình có khả năng mua trả góp mà lấy cả về gốc mình trả 40%, còn không thì đưa tầm 5 triệu là mình đã mua được xe rồi. Liên lạc Zalo em Ngọc sẽ tư vấn cụ thể chính xác. Liên lạc em trước là được bớt 1 triệu nha, hỗ trợ quà tặng khuyến mãi riêng. Gọi ngay cho em Ngọc để được tư vấn miễn phí nha.